Anh em ơi, tôi phát hiện ra một bạn nữ rất xinh ở phòng tập. Ngày hôm sau, học tập trên TikTok vẽ lên cốc để xin số sẽ thành công nên mình cũng thử làm theo. Ngày 3. Hôm nay lại còn không đến phòng tập. Hay là em bị tránh mặt mình nhỉ? Em bị kia rồi. Ông kia, bỏ cái tay ra để người ta tự tập xem nào. Mà ông BT lại trông quen quen. Anh nào làm quen bạn nữ kia không? Crush của em đấy. Kia hả? Tối nay đi xem Minion với bạn trai nó rồi. Ôi xong em rồi. Muốn làm quen người ta, không dám ra gặp trực tiếp, lại còn ghi thiếu số điện thoại. Lần đầu đi tán gái đấy à? Anh... Tối nay anh có bận không? Anh không. Thế thì bây giờ anh bận rồi đấy. Cái gì đây? Vé xem phim. Tối nay, 8 giờ, hẹn nhau trước cổng City Gym, quận 7.